du lịch Đà Lạt đã trở lại. Tin vui với những tín đồ du lịch Đà Lạt. Kể từ 17 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2021, Đà Lạt đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho phép mở cửa lại hoạt động các dịch vụ thiết yếu. Đặc biệt đối với ngành du lịch, Ủy ban Nhân dân cũng có chính sách nới lỏng riêng để phù hợp với tình hình hiện tại. Đà Lạt đã trải qua 2 tháng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt để giảm thiểu số ca nhiễm cộng đồng. Cho đến nay, Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung mới đây đã có thể hoạt động lại những dịch vụ thiết yếu, nới lỏng du lịch nội tỉnh. Chiều ngày 8 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản về việc cho phép hoạt động một số dịch vụ gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh bình thường mới. Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, kể từ 17 giờ ngày 8 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho phép mở cửa lại những dịch vụ thiết yếu cụ thể như sau. Các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, riêng với thể dục thể thao trong nhà chỉ áp dụng tối đa 50% số người so với ngày thường. Các dịch vụ hớt tóc và làm đẹp áp dụng một nhân viên cho một khách và chỉ phục vụ cùng lúc 50% công suất so với ngày thường, đối với những cơ sở có từ 2 giường ghế trở lên. Đối với các quán ăn uống, kể cả quán ăn uống vỉa hè, thì phục vụ cùng lúc không quá 50% số người so với ngày thường, chỉ được bố trí tối đa 50% số bàn ghế. Còn siêu thị, các chợ thì tuân thủ khoảng cách 2 mét giữa người với người, phục vụ khách cùng lúc không quá 50% so với ngày thường. Đối với dịch vụ du lịch nội tỉnh, cho phép mở lại hoạt động du lịch nội tỉnh đối với các điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú từ 2 sao trở lên. Các cơ sở này phải đảm bảo không quá 2 người một phòng, công suất không quá 50%. Các điểm dịch vụ phải tiếp tục yêu cầu khách khai báo điện tử, thực hiện nguyên tắc phòng dịch 5K. Người dân hạn chế ra đường sau 22 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Tin mừng cho người dân tại Lâm Đồng, cho đến thời điểm này, Lâm Đồng cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19. Không ghi nhận thêm số ca dương tính trong cộng đồng, nguy cơ dịch bệnh chủ yếu đến từ các lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa và công dân trở về từ các địa phương có dịch. Chính vì thế nên chính quyền Lâm Đồng đã cho phép người dân được trở lại hoạt động, nhưng vẫn áp dụng theo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh của chính phủ. Văn bản cũng đề cập đến việc các điểm du lịch phải tiếp tục yêu cầu khách khai báo điện tử, thực hiện nguyên tắc phòng dịch 5K nghiêm túc. Người dân tại Lâm Đồng cũng phải hạn chế ra đường sau 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Trong tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp ở khắp các tỉnh thành ở Việt Nam, Lâm Đồng là địa phương không áp dụng chỉ thị 15 và 16, mà chỉ điều chỉnh các hoạt động xã hội, hoạt động kinh doanh, ứng với diễn tiến dịch bệnh theo từng thời điểm. Hy vọng trong thời gian tới, nhiều địa phương khác cũng sẽ kiểm soát được dịch COVID-19, mở cửa trở lại để tham gia vào các hoạt động kinh doanh, sản xuất và dịch vụ bình thường.